Và sau cùng, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng vào ngày 9 tháng 12 năm 2017. Cộng đồng tiểu bang Florida và Nam Florida đồng tổ chức đêm văn nghệ tạ ơn đồng hương khắp nơi đã ủng hộ cộng đồng Florida trong thời gian qua, đồng thời cũng là buổi ra mắt văn phòng đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại tại Florida với sự tham dự của Mục sư Nguyễn Công Chính, một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo vừa tị nạn tại Hoa Kỳ do Destiny Nguyễn thực hiện. Destiny xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2017 và hiện giờ Destiny đang có mặt tại hội trường South County Service Center của vùng biển Delray miền Nam Florida. Hôm nay, cộng đồng tiểu bang Florida và cộng đồng Nam Florida đồng tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn tất cả các đồng hương đã ủng hộ cộng đồng Florida trong thời gian qua, đồng thời cũng là buổi ra mắt văn phòng đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại tại Florida với sự hiện diện đặc biệt của Mục sư Nguyễn Công Chính, là một nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo vừa tị nạn tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ là cộng đồng người Việt đó thì bây giờ nó cũng đã đến cái lúc rồi. Tại vì chúng ta chờ đợi 42 năm. Điều mà chúng ta cần nói ở đây đó là những cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng, phái chính trị và tôn giáo và nói chung là cộng đồng người Việt. Chúng ta cần phải liên kết trở lại. Và chúng ta thảo luận xây dựng một cái chiến lược nó rõ ràng và thiết lập những cái kế hoạch đấu tranh như thế nào. Và chúng ta cũng phải nghiên cứu về cái chính sách của Cộng sản, đặc biệt là Cộng sản có cái chính sách hai mặt, ba mặt. Vừa là đối phó với truyền thông quốc tế, vừa là trấn áp, đàn áp ở trong nước để bảo vệ cái quyền lực của mình. Và chúng ta biết rằng cái quyền lực Cộng sản thì trong thời điểm này không còn nữa. Vì cái nạn hán hóa ngàn năm trở lại, cái đại hội Thành Đô 2020, Cộng sản sẽ chuyển giao cái đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Đây là cái nạn mà dân tộc sẽ chịu cái đô hộ 1.000 năm. Chúng ta mất nước. Cho nên tôi muốn nói rằng cộng đồng người Việt ở bất cứ nơi nào, chúng ta ý thức và nên liên kết và chung cuộc đấu tranh để cứu dân tộc. Và cứu dân tộc thì cứu chính mình. Ngoài việc tạ ơn nơi đã cưu mang cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản suốt 42 năm qua, người Việt hải ngoại vẫn luôn trăn trở khi hướng về quê nhà. Đại diện ban tổ chức và cộng đồng tại Nam Florida chia sẻ. Thưa tất cả quý vị, các Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại nếu có hoạt động một cách hữu hiệu để mà thực hiện được, đòi hỏi được nhân quyền và tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam thì chúng ta cần có cái sự hỗ trợ của nhiều cái văn phòng địa phương. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã hình thành được một cái văn phòng tại New York, ở tại DC và hiện tại bây giờ ở đây và đã thành lập được ở tại Nam Florida và trong tương lai sẽ nhiều cái tiểu bang khác. Mục đích là hỗ trợ cùng với nhau chung, đó là đòi hỏi về tự do tôn giáo và nhân quyền dân chủ cho quê hương Việt Nam. Tôi đang cố gắng vận động cũng như kêu gọi tất cả những anh em trẻ, trung niên phải cố gắng ngồi lại với nhau, nhìn về tình hình đất nước, tạo điều kiện cho Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại bằng cách trình lên Quốc hội cũng như Ủy ban Nhân quyền Quốc tế những cái hành động mà bắt người vô cớ của chế độ Cộng sản đàn áp nhân quyền cũng như tôn giáo ở Việt Nam một cách vô nhân đạo. Thì người Việt Nam chúng ta đến đây cùng có một cái mục đích là sống trong một cái cuộc sống tự do, thì chúng ta có được một cái sự đoàn kết qua sự sinh hoạt và chúng tôi rất là cổ động tất cả các đồng bào, các bạn trẻ cũng như các cô chú bác cùng tụ lại để có một cái đêm văn nghệ để tạ ơn những đồng bào địa phương cũng như các đồng bào Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại khắp nơi đã trở về đây và có những cái tinh thần ủng hộ cộng đồng cũng như ủng hộ những nạn nhân của các cuộc bão vừa qua đã đến miền Nam Florida. Destiny Nguyễn, tường trình cho SBTN từ miền Nam Florida. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Good Morning Washington DC vào 9:30 sáng giờ Hoa Tình Đốn từ thứ 2 đến thứ 6 trên hệ thống đài truyền hình SBTN.
Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.